chắn là mình thắng rồi. Nhớ phải có đặt hồi hộp đi. Để tôi nắm đội trưởng cho. Có lý giải chung đội trưởng nắm tay tôi. Đừng có hối lộ. Giám khảo. When I say so. Cái gì? You say me. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi cũng không biết là các bạn tên gì luôn á, nghe không rõ luôn. Dung Bình. In your area. When I say Dung, you say Bình. Đây là Dương Bàn Bang. Dương Bàn Bang. Bàn Bang Dương. Bàn Bang Dương. Bàn Bang. Dương bang bang bang. Bang 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 thôi chứ đừng bang bang Dương. Okay. Nha. 1 2 3. Bang bang bang. Đây là đội Dương Bang. Dương Bang. Dương Bang. Dương Bang. Sĩ khí của hai đội đều cao nhưng mà chúng ta chỉ chọn một đội thắng cuộc duy nhất thôi, nhưng mà công tâm mà nói nha. Đội bên này có đội hình đều. Đội bên kia nhấp nhô nhưng đẹp. Nhưng sáng tạo. Nhưng có một cái ý chí học hỏi rất cao. Ý chí học hỏi. Nhưng đó để cái khúc nhưng nha. Nhưng một mình Đặng Trần Nhậm phá hết cái đội hình. Nó trở thành gánh nặng cho đội tuyển. Còn như bởi vì là... cái động tác mà cần có sự tâm sức nhất á, thì cái chân quá dài nên là ngồi như vậy rất sải lai. Để chị lên, để chị lên. Và cảm thấy như là không tôn trọng cái bài nhảy. Còn bên này, hai thành viên làm chói sáng đội tuyển đó chính là Osat. Wow. Và Minty tại sao? Nhảy rất có tâm, đánh không. Đánh không phải. Bài nhảy không cần lắc không, nhưng lắc rất nhiệt tình. Minty còn cười, không thấy đường đi cứ cười hoài luôn. Đã yêu đặt hết mình để sống với lời hát. Còn Osat thì lúc nào cũng tạo cảm giác đang diễn theo lời hát. Diễn nhiệt tình, diễn như là thi điện ảnh vậy đó. Nên vì công sức của hai bạn quá lớn, và hai các thành viên còn lại cũng rất là nỗ lực để theo bài nhảy. Mặc dù không thuộc nhưng rất cố gắng theo. Dạ. Chúng tôi tuyên bố đội Bang Bang Bang. Bang Bang Bang. Đẹp em, không bao giờ bằng độc cả. Em cảm thấy bốn người mà bên mình bốn người mà em cảm thấy mặc dù bản thân em thì lời đầu tiên thì em xin phép là cho em gửi lời xin lỗi đến tất cả những thành viên còn lại trong đội. Ôi giời, vì em đã trở thành gánh nặng của đội. Không nhưng mà từ phần này em không nói ra nữa. Ôi này này. Thôi không sao, không sao. Không sao. Đến khi em được tỏ tình hoặc là có thể thì em sẽ lấy lại được cái năng lượng tình cảm. Nhưng mà tại vì những người mà nhảy giỏi rồi thường người ta không thích về với nhau. Những người mà chưa có biết nhảy thì mới cần người dạy giỏi để mà dạy nhảy. Thực ra thắng một cuộc chơi nhưng mà thua một cuộc tình là không ăn thua. Em là cố tình thua một cuộc chơi, em phải nhảy cái dáng như này này. Ôi nói như kiểu là đấy thắng một cuộc tình rồi. Nhâm ơi, nhưng mà thắng một cuộc chơi và thắng thêm một cuộc tình thì nó mới là đỉnh nha. Xin mời đội thắng về chỗ để xem đội thua thi triển thình phạt đây này. Yes. Là còn có phạt thì phạt là gì ạ? Anh Nhậm chọn ba hộp quà đi ạ, chọn hình phạt đi ạ. Không được xem, không được nghe. Màu xanh là màu của hy vọng, đúng không? Nhờ quyết định chọn màu vàng. Màu vàng là màu của gì? Màu của sự phản bội. Ok, chọn rồi. Rồi chọn rồi. À, màu hồng nè. Đẹp quá vậy. Đừng mà vén tóc lên nhá. Thấy những chiếc cài tóc đáng yêu này không? Còn làm gì nữa? Bốc thăm và đeo lên đầu đi mấy ông. Mấy ông tướng. Bốc thăm này, bốc thăm này. Ai bốc phải thăm có chữ tỏ tình chỉ đeo đến hết phần trò chơi. Ai bốc phải thăm có chữ hoàn mỹ sẽ phải đeo đến cuối chương trình. Thăm không ghi gì thì được miễn hình phạt. Hey. Hey hey hey. Tỏ tình. Ủa? Tỏ tình. Tỏ tình là tỏ tình đeo thì đến phần tỏ tình thôi, còn hoàn mỹ là đeo hết cuối chương trình. Thịnh tỏ, tỏ tình ạ. May đó em đến phần tỏ tình thôi. Gì vậy bạn? Không có gì nè. Không có gì rồi sao? Không có gì hả Thảo, là không phải bị phạt. Yeah, về chỗ. Yeah. Hết chương trình ở Nhâm. Đặng Trần Nhậm. Hết chương trình ở Nhâm. Đặng Trần Nhậm sao ạ? Em tuyên bố ạ. Tỏ tình ạ. Em sẽ không được tính ạ, tại vì em là người vi phạm luật chơi, em bốc cả hai cái này luôn. Thì em chọn một trong hai đi. Cả hai đều là hoàn mỹ. Không chần chờ gì nữa, đeo hết đi em. Đeo vào chỉ có mỗi Thảo được miễn hình phạt. Dạ sướng quá vậy. Ồ nhưng mà đeo không phải vén chán đúng không mọi người? Vén chán chứ. Vén chán lên. Đeo hỏng tóc,
Thôi. Không có thôi gì cả. Đi. Đây là số phận của em rồi. Theo như này thôi. À. Điên hả? Để anh ván lên cho đừng có còn cái cộng nào như này nữa. Ngân một thấp một chân thôi, cho nó một cộng xuống thôi. Ờ một cộng. Ừ. Anh Ngân. Ôi đẹp trai đấy. Ơi đẹp trai. Đáng yêu. Trai. Đáng yêu đáng yêu luôn mọi người. Chúc mừng Đặng Trần Nhậm đeo đến cuối chương trình cái nơ hồng này. Dạ. Không sao. Nhậm ping in your area. Cho em thì mình phân tỏa sáng cho em. Cho em cái gương em soi thử bản thân không, mình không? Em cứ phải về nhà. Ô đáng yêu lắm đấy nha. Tinh thần rồi. Ủa sao sao cái cổ Tiến Thịnh nó to đổi đi. Cái đấy che được hết chán anh á. Thôi, nếu như mà hả em được tỏ tình em mới được miễn thôi. Còn lâu em được miễn á, em sẽ để đó. Tới cuối chương trình luôn đi. Sao mà em mà làm lại cái bài nhảy của em như thế này đúng không? Không phải lắc không nữa. Phải lắc như ô sát kìa. Thôi cứ mặc cái biểu cảm. Nãy giờ mình đã cùng tâm sự rồi. Rất là sâu lắng cũng có, cảm động cũng có. Và những cái trò chơi vui nhộn cũng có. Các bạn nghĩ gì về Thùy Dung và cả Ánh Dương? Hãy giữ ở trong đầu và lý giải tại sao mình lại có cảm giác lạ kỳ háo hức với hai cô gái xinh đẹp của chương trình. Liệu các bạn ấy đã có những điểm mạnh gì khiến trái tim mình thổn thức như vậy? Xin mời các bạn xoay ghế. Hai chị em Ánh Dương và Thùy Dung với hai tính cách khác nhau, thậm chí họ đã từng nghĩ rằng là mình đã hoán đổi tính cách thỉnh thoảng trong những giai đoạn nhất định, đúng không? Nhưng cuối cùng cả hai chị em đều mong muốn sẽ tỏ nỗi lòng của mình cho người mà mình đã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu qua. Vậy nếu như các bạn cảm nhận rằng mình có thể là một người thay thế được cho tình cảm đó, hãy tỏ rõ tình cảm của mình với Ánh Dương hoặc Thùy Dung để cùng cô ấy khép lại câu chuyện ngày hôm nay với một kết thúc có hậu bằng cái kết do chính mình viết. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Soho, Mickey và mình Thái Ngân đã quay lại. Và ba chàng trai đã quyết định nói thật với lòng mình rằng tôi đã muốn một điểm dừng. Vậy thì hãy gọi tên điểm dừng của bạn. Đó là ai trong hai cô gái xinh đẹp tài năng đang đứng trước mặt Hà Trinh? Xin mời Phạm Đình Thái Ngân. Ngôn tình hoàn mỹ. Cơ hội dành cho các chàng trai được một lần nói lên tình yêu của mình với các cô gái của chương trình. Nãy anh có nghe chia sẻ đó chính là em người em là Dương phải không ạ? Em Dương, là Dương. Anh hỏi em. Em anh nói, anh có nghe em nói là em chưa có một mối tình nào hết. Thì anh nghĩ là anh sẽ là một người thích hợp đối với em. À vậy bạn Thái Ngân đã rung rinh vì Thùy Dung. Còn Minty? Tự nhiên em một cảm giác rất là thu hút và một cái gì đấy nó rung động với cả Dương. Ánh Dương. Em rất thích mấy bạn nữ nhảy đẹp rồi xong đấy thì lại một xuất hiện với một cái vẻ ngoài nó hiền dịu á. Em rất là ấn tượng. Chị có thể cảm nhận được sự chân thành đó trong những nhịp đập rối bời của em và những động tác lúng túng nữa. Còn Soho thì sao, đến những giây cuối cùng mới xoay ghế lại? Thật sự thì khi mà tới giây cuối cùng em đã hoàn toàn quyết định là mình sẽ bấm xoay ghế lại và nói lời tỏ tình với Dương. Tại vì em bị bất ngờ ngay từ đầu chương trình khi mà hai chị em bước ra thì Dương là cái người không nói gì cả. Em cũng ngồi em chờ cô gái này sẽ nói một cái gì đó đầu tiên, nhưng cái cô gái nó nói đầu tiên đó chắc là cái chuyện về đánh đấm này kia. Em cũng hơi bất ngờ. Cùng nhau đứng gần lại thì khi em đứng gần lại với Dương em có cái cảm giác gì đó. Để tôi nắm đội trưởng cho. Đội trưởng nắm lấy tôi kìa. Từ rất lâu rồi em mới cảm nhận được lại. Chắc là cái cảm giác gì đó nó ấm áp. Thật an toàn và ấm áp. Chỉ một chút xíu cảm nhận thôi cũng đủ
làm trái tim của chúng ta loạn nhịp và nở hoa rồi đúng không? Các bạn đã có lý do của mình. Vậy thì xin phép nhường sân khấu này lại cho Phạm Đình, Thái Ngân và cô gái của mình Thùy Dung. Anh không biết là em có đến đây vì anh hay không, nhưng mà nếu như không thì anh cũng sẽ rất là mong là cái việc mà anh đứng đây sẽ là một nguồn động lực lớn cho em. Và hiện tại thì anh muốn nói với em là anh có thể bề ngoài nó hơi trẻ con thôi, nhưng mà bên trong giống như bạn nói là cũng có tuổi rồi, thì thật sự anh cũng sẽ có những cái suy nghĩ chín chắn, và anh có thể làm cái gì đó đầu tiên và mới mẻ đối với em để em có thể tin tưởng. Em thì lại trở nên gớm ghê đánh đá hơn ấy. Gớm ghê. Em ơi, tại vì anh cũng rất là thích hay xem phim và xem phim hài, anh cũng rất là thích tình cảm Hàn Quốc, anh cũng rất là thích. Nếu mà được thì mình coi chung chắc là hợp lý, vui lắm. Anh ơi. Em thật sự ngày hôm nay đến, em rất là cảm ơn anh vì anh đã lên trên này vì em ạ. Anh có thể cho em phát cay tay anh được một cái không ạ? Dạ, thật ra thì ban đầu em đến em cũng rất là yêu thích anh ấy. Anh bảo anh trẻ con nhưng mà em thấy anh trong gì đó có chút gì đó rất là chín chắn. Nhưng mà chắc là em phải xin lỗi anh ạ. Tại vì thực ra là ngày hôm nay em đến đây là vì một người khác ạ. Và em cũng muốn cho người ấy biết là ngày hôm nay em đến đây là vì điều gì ạ. Nên là anh có thể, sau chương trình này okay, mình có thể làm bạn được không ạ? Ok, không sao. Dạ. Thì giống như anh nói lúc nãy, anh cũng có nghĩa là nửa tin và nửa không tin. Thì anh vẫn hy vọng thôi, nhưng mà anh mong là cái việc mà anh đứng đây thì sẽ là một cái sự tự tin lớn đối với cho em. Bởi vì anh nghe những cái khúc mà từ khóa, anh nghe em tâm sự rất là nhiều, và anh một phần hiểu được cảm xúc của em rất là nhiều, và anh muốn truyền cho em cái sự tự tin này, và em xứng đáng có được nó. Dạ, vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều, chúc em thành công. Dạ. Cảm ơn tình cảm của Thanh Hân. Thanh Hân rất dễ thương và ấm áp. Và chị mong là Dung sẽ tin những lời Thái Ngân nói xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi vì chàng trai này ít khi nào tỏ ra xúc động hoặc là chú ý cao độ đến một ai như vậy. Và điều quan trọng là anh ấy đến đây không phải là để bắt buộc em phải rung động, mà chỉ để em biết rằng em rất đặc biệt và em xứng đáng với hạnh phúc của mình, dù em chọn ai đi nữa. Đúng không Ngân? Nếu như mà xíu nữa mà em có tỏ tình cái người đó mà người đó không được, em có thể hoành lại anh. Nhiều à? Dạ, yeah. Tình yêu thì không nói là cuối cùng, đúng không? Dạ. Yeah. Và bây giờ hai chị em mình nắm tay nhau đi vô một chút để nhường sân khấu lại cho chị Ánh Dương và Minty. Cố lên anh Minty ơi. Chào Dương. Dạ, chào anh ạ. Sự tên em nó rất hợp với em luôn, tại vì cái nụ cười của em nó như Ánh Dương vậy đó. Em cảm ơn. Anh rất ấn tượng với em khi mà em bước ra, khi mà một bộ đồ đầu tiên em bước ra hai chị em nhảy rất là cá tính. Sau đấy em thay một bộ đồ rất là nữ tính, thì đúng là kiểu cảm giác mà anh rất thích một người con gái mà lúc thì cá tính mà lúc thì lại có một pha lẫn một chút gì đấy nữ tính, và em lại còn rất là kiểu rất là chín chắn, rất là biết quan sát mọi người và biết quan tâm mọi người. Khi mà lên đây anh đứng mà lúc chơi game, em có thể để ý là anh cứ cố tình đứng cạnh em thôi để có thể nhìn em kỹ hơn, tại vì mắt anh hơi cận. Cho nên là nói chung là anh đã bị em thu hút, chủ động, và mong là em lúc nãy anh có nghe là mọi người cũng đang tìm một chàng trai tỏa nắng, thì anh cũng tỏa được chút nắng này. Nhưng mà nếu mà người đến đây không phải là anh,
mà một người khác thì anh cũng sẵn sàng làm bạn với em để bên cạnh những lúc em cần. Em cảm ơn anh. Anh có thể em có thể trả lời sau được không ạ? Trả lời sau. Dạ. Ok. Một lúc nữa em sẽ trả lời. Ok em. Oh. Sao ơi? Em nghĩ sao nếu bây giờ bước lên sân khấu và trải lòng? Có lẽ, có lẽ, có lẽ. Chào Dương. Chào anh ạ. Thì đây chắc là lần đầu tiên mà trong mùa này mà anh lên đây tỏ tình một người gái. Anh cũng trong khoảng 1-2 năm gần đây anh cũng không biết tỏ tình ai đâu. Thậm chí từ xưa giờ cũng vậy. Thì anh đang nói rất là yếu. Nhưng mà cảm giác khi lần đầu tiên mà em bước ra sân khấu và thậm chí khi anh coi vlog, anh tự nhiên tim anh nó đập lên rất là nhiều. Đó là cái cảm nhận đầu tiên của anh. Và sau đó như nãy anh cũng chia sẻ, các mọi người đã thấy rất là nụ cười tỏa nắng. Là em thích anh Dương ngay lập tức. Em thích nụ cười của anh Dương. Hèn chi em nói chuyện lắp bắp hơn mọi ngày đó. Cái từ khóa của em và em có một nụ cười tỏa nắng thiệt. Phải giống như nếu mà tim ai là tảng băng chứ cũng phải tan chảy vì cái nụ cười của em á. Anh nghĩ là vậy. Nhưng cái sự thu hút nhất đó là em im lặng. Cách em im lặng nó khiến cho anh phải suy nghĩ rất là nhiều và phải đặt ra câu hỏi trong anh rất là nhiều về em. Và cảm giác thôi, đơn thuần vẫn là một cái cảm giác gì đó lâu rồi anh chưa có lại. Còn em có chọn ai thì thực sự anh cũng rất tôn trọng cái sự lựa chọn của em. Hồi nãy Minty đã nắm tay em rồi đúng không? Dạ. Cho anh sợ mà ôm em một cái rồi. Không. Anh có thể về chỗ xong em sẽ trả lời sau đúng không ạ? Mời anh về cửa của mình. Mời anh về cửa của mình. Đi về cửa. Mời về cửa của mình. Yeah, yeah. Thôi đừng lưu luyến gì. Lưu luyến gì. Có rất nhiều chân thành đã diễn ra trên sân khấu này trong vài phút. Xin mời Thùy Dung, em có thể quay trở lại sân khấu không? Đôi khi đời ngộ ha, chúng ta cần một trái tim hoài không có. Nhưng đôi khi bỗng nhiên có hai trái tim quý báu ở trước mặt mà chúng ta rất bối rối không biết phải làm sao. Cả Thùy Dung cũng vậy. Cho em xin phép được không ạ? Trước tiên là em muốn trả lời lời tỏ tình của hai anh vừa nãy. Thật sự em rất là cảm ơn hai anh đã dành tình cảm cảm mến cho em ạ. Em không nghĩ là hôm nay em đến đây em có thể tạo được ấn tượng tốt như vậy. Nhưng mà thật sự chắc em phải gửi lời xin lỗi đến hai anh ạ. Không sao, không em không có gì phải xin lỗi, em không có gì cả. Không có gì hết. Cho phép em được tạm ngưng chương trình một chút để em có vài điều cần trao đổi với ekip. Ok, vậy thì chị sẽ gặp lại em sau nhé. Anh Dương phải đi trao đổi với ekip một vài điều. Điều đó có nghĩa là có cái điều gì đó rối rối diễn ra trong tâm tư và cả trong trái tim của cô ấy nữa. Nhưng mà chắc chắn là Dung là người hiểu rõ nè. Tại vì hai chị em cùng đến đây mà. Em có thể cho chị biết lý do tại sao những điều đang diễn ra trên sân khấu hay không? Chắc là mình phải đợi lát nữa chị em ra thì em cũng bây giờ em cũng không biết, em cũng đang không hiểu. Chị cũng không biết điều gì diễn ra trong đầu anh Dương bây giờ, nhưng mà chị biết chắc chắn là còn Thùy Dung ở đây. Ha. Thùy Dung ơi, em đã từ chối Thái Ngân, vậy điều này chị có thể xác định loại trừ luôn là Thái Ngân không phải là cái người mà em đến để tỏ tình. Mục đích của em á là em có một cái cảm giác đó chính là em không có muốn cho em ấy phải thu thiệt bất cứ một điều gì hết. Và nếu như mà người mà em ấy chọn là ai thì Ngân hy vọng là các anh em cũng sẽ có truyền cho cô gái này một cái gì đó thật sự là chân thành. Ngân không có đòi hỏi là các anh em phải như thế nào, như thế nào, như thế nào. Nhưng mà Ngân muốn là nếu như mà thật sự như vậy thì hãy là một cái gì đó chân thành nhất đối với cô gái này. Ngân à, tình yêu không phải là thứ mà chúng ta có thể
thỏa thuận được. Dạ. Rất tiếc vì điều đó. À, anh Dương đã trở lại rồi. Đúng lúc này. Anh Dương, em vào đó để làm gì? Dạ, thật sự là em có trao đổi với bên chương trình. Bây giờ em muốn chia sẻ một chút cảm xúc của em cũng như là cho mọi người biết. Thật sự là ngày hôm nay, từ đầu chương trình thì em và em gái em là có thích một người. Và hai chị em đến đây là để tỏ tình cho người đấy biết. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái chàng trai đó đã không bấm ghế quay lại chọn em. Nhưng mà hai anh lại lên trên này để bày tỏ tình cảm với em một cách rất là chân thành. Em thật sự rất là cảm động. Em rất là bối rối và cảm xúc em nó đang rất là hỗn loạn, em không biết phải làm gì. Cố lên, cố lên. Như em vừa trao đổi với bên ekip thì em sẽ được nhận được sự đồng ý mọi người, thì em sẽ xin phép được dừng lại chương trình tại đây ạ. Ờ. Thì em cảm thấy cái tình cảm của mình dành cho cái chàng trai đó vẫn không nhiều bằng em gái của em, nên em sẽ nhường cái cơ hội bày tỏ tình cảm đó cho em gái của mình. Em sẽ ra về và suy nghĩ lại cái cảm giác, cảm xúc của em. Khi mà tìm được câu trả lời rồi thì có thể em sẽ quay trở lại chương trình một lần nữa. Này, em không cần phải xin lỗi chương trình hay là xin lỗi ai hết. Em vừa mới làm một phần tỏ tình rồi đấy. Tỏ tình với chính người thân ruột thịt nhất của mình. Em gái em luôn là tình yêu lớn nhất đúng không? Dạ. Cảm ơn em Ánh Dương đã là một người chị ấm áp và đã là một cô gái vô cùng đặc biệt trong mắt mọi người ở đây. À, không phải đây là rút lui mà chỉ là tạm thời trì hoãn vấn đề này, vì nó không quan trọng bằng một người quan trọng nhất ở đây. Dung nghĩ sao? Khi biết chị của em nói là những điều như thế thì em cảm thấy rất là xúc động ạ. Không sao cả, không sao không cả. Sao, không sao, sao cả, cứ thoải mái, chia không, sẻ không thôi. Không làm người yêu thì làm em rể cũng được mà, không sao. Trời ơi. Cố lên nhá. Cái tình cảm chị em mình rất là đẹp luôn ấy. Người chị biết đi được quyền đó coi chừng. Em không làm tình yêu được thì làm em rể. Thôi nào. Thật ra thì em gái của em là người khá nhút nhát. Từ trước đến giờ chưa từng bày tỏ tình cảm với ai, kể cả có thích hay cũng không dám nói ấy. Ngày hôm nay nó đã rất là cố gắng, nó đã gạt bỏ đi sự nhút nhát để lên trên này bày tỏ với người con trai đó. Thì em mong rằng là chàng trai đó sẽ nhìn được tình cảm của em gái em, cũng như là sẽ cho em gái em một cơ hội bình thường, tự tin lên. Cố lên. Tự nhiên cái giờ này cái mình nhớ tới cái đoạn từ khóa hồi nãy mà thì Dung nói trong cái điệu bộ rất là mỉm cười, là em thấy một điều rất buồn cười, mỗi lần mà em thích ai á, thì người đó thích chị của em. Lúc đó thì anh Dương không nói gì hết. Bây giờ nếu như đây là một cơ hội lớn nhất thì em đã biết quyết định của anh Dương rồi. Chị chưa bao giờ muốn một ai mà em thích sẽ chuyển tình cảm qua cho anh Dương. Và nếu điều đó có khả năng xảy ra thì anh Dương sẽ tự động rời đi và không bao giờ để em chịu thiệt thòi một điều gì. Cảm ơn Ánh Dương và chúc bạn những điều tốt nhất trong cuộc sống nha. Em cảm ơn mọi người ạ. Tuyệt vời. Còn sân khấu này dành lại cho Thùy Dung. Cái điều mẹ mong chờ nhất từ trước đến giờ đó, mẹ không dám nói, đã xuất hiện ở đây. Lý do em tới tỏ tình hoàn mỹ không phải là chàng trai đó, mà là cảm xúc thật của em đã dám đối diện với nó rồi. Vậy thì những cái khoảnh khắc đẹp nhất chốc lát nữa là dành cho chính em mà dành cho cả hai. Không phải hối tiếc điều gì nữa, ít nhất mình đã nói ra rồi. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ biết chàng trai đó là ai qua phần tỏ tình. Em rất cảm ơn các anh vì đã từ đầu chương trình đã trò chuyện cùng em và chơi trò chơi cùng với em ạ. Và bây giờ là em muốn được trò chuyện riêng tư cùng với người mà em thích. Và em cũng hy vọng là ngày hôm nay anh ấy cũng có thể ra về cùng với em.
thì trước tiên em có thể mời 9 ghế của các anh quay lại được không ạ? Để em có thể công bố được người mà hôm nay em muốn đến đây để tỏ tình ạ. Anh có biết lý do tại sao mà ghế của anh không quay lại không ạ? Bởi vì ngày hôm nay người mà em muốn đến tỏ tình là anh ạ. Anh, anh có thể lên sân khấu với em không? Ok. Anh em xoay một vòng hả? Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng City. Anh đang cảm thấy như thế nào? Tiết lộ một sự thật đi. Tiết lộ sự thật đi. Trước khi em nói gì là em nhớ là có anh ở đây theo dõi em. Dạ. Đó thì cảm giác của anh hiện tại bây giờ khá là lẫn lộn. Thứ nhất là nhìn thấy em xuất hiện ở đây, anh rất là bất ngờ. Tại vì là như anh đã biết hai đứa là hai đứa xin lỗi mọi người, tại vì bọn em quen gọi là hai đứa không rồi. Sao anh? Thì hai đứa đối với anh là hai người khá là nhút nhát, và anh có cảm giác như là hai đứa như là những giọt sương ban mai ấy, rất là kiểu như chưa có trải sự đời ấy, mà có thể từ Hải Phòng mà hai chị em, nghĩa là có mỗi hai chị em mà đúng không? Vâng, chỉ có hai bọn em đó bay vào là đây hai thôi. Chị em xuất hiện đây là anh thấy là cả một cái sự nỗ lực ấy, xong rồi sau đó là anh biết là hai em sẽ làm cho tất cả mọi người vui. Và đúng là như vậy. Và rất là vui mà khi mà có tận 3 người quay lại. Mà đó là cái điều mà hình như là chưa có tiền lệ. Mình cũng gặp nhau cũng được vài lần nhỉ. Thì chưa có lần nào mình được ngồi nói chuyện riêng tư như này cả. Chưa bao giờ, chưa bao giờ mà hai đứa ngồi riêng với nhau. Anh còn nhớ, không biết anh có nhớ không, là cái lúc lần đầu mà em gặp anh ấy là ở đâu, anh còn nhớ, anh có biết không? Anh xin lỗi, anh không nhớ rõ, nhưng có phải là chương trình chào năm mới không? Không phải à? Không, thật ra là trước đấy rất là lâu rồi, từ cái ngày mà em còn chưa làm trong vũ đoàn cơ. Cái ngày đấy là vô tình là em có diễn cùng với anh, đợt đấy là nhóm anh là khách mời, là chương trình Thiện Nguyện Niềm Tin. Là vào ngày mùng 6 tháng 11 năm 2016. Là... Em nhớ luôn hả? Vâng, em nhớ. Thường là em hay quên lắm. Mà không hiểu sao ngày hôm đấy chắc nó lại khiến em nhớ thế. Chắc là do ngày đấy, hôm đấy em được gặp anh ấy. Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy world. Thì ngày hôm đấy là lần đầu tiên em mới được gặp anh ngoài đời. Tại vì trước đây là em mới có biết anh là qua trên mạng thôi. Thì ngày hôm đấy thì bắt đầu lần đầu tiên em mới được nhìn thấy anh ấy. Thì cảm giác lần đầu tiên em gặp anh thì em thấy anh đẹp hơn trên hình rất nhiều. Anh đẹp hơn trên hình rất nhiều. Sau đó là anh hát còn hay nữa, anh hát rất là hay. Nói chung là em nhìn anh vẫn duyên ấy. Nói chung là em nhìn em rất là ấn tượng. Thì có một cái lúc đấy là anh đang nói chuyện, em không biết là anh đang nói chuyện với ai đấy. Thì anh có vô tình anh nhìn em Chắc là lúc đấy chỉ là anh vô tình anh nhìn, xong rồi anh có cười với em. Nụ cười ấy là khiến em nụ cười đấy đã khiến em đến chương trình này là vì anh. Thì thật sự là chắc là lúc đấy anh cũng chỉ là nhìn thấy em xong rồi là cười xã giao, đôi khi anh không nhớ đâu, nhưng mà đối với em cái khoảnh khắc đấy đến bây giờ em vẫn nhớ như in trong đầu. Anh có biết lý do tại sao mà em lại làm việc trong vũ đoàn không? Tại sao? Tất cả là vì anh ấy. Thì sau cái ngày hôm đấy em đang lướt Facebook thì có một chị người quen của em có đăng tải một cái clip là nhóm của chị ấy nhảy phụ họa cho các anh bài Tôi Là Một Ngôi Sao ấy. Thế xong bắt đầu lúc đấy em mới nhắn tin, em làm quen, em mới hỏi han, xong rồi bắt đầu em bắt chuyện. Em mới hỏi han về anh các kiểu, thì em mới biết là nhóm của anh là rất là chơi thân với lại vũ đoàn Quy Đệ ở ngoài Hải Phòng. Đúng rồi. Xong rồi rất là thường xuyên làm việc cùng nhau nữa. Em thấy mọi người chụp chung hình với nhau suốt ấy. Thế lúc đấy em mới nghĩ là hay là mình thử mình xin vào nhóm xem sao.
Tại vì ban đầu em có bảo chị em là qua như thế, mà mày làm sao, nhà thì xa, nhà anh biết nhà em ở ngoài Đồ Sơn không, nhà em rất là xa nơi mà nhóm em tập luyện và làm việc nữa, nên là ban đầu em rất là đắn đo, nhưng mà vì là em rất là muốn được gặp lại anh ấy nên là em đã quyết định, em đã tham gia vào nhóm, và rất may là chị trưởng nhóm đã đồng ý cho em làm việc. Thì định tính đến bây giờ là em cũng làm việc gần được 4 năm tại trong vũ đoàn rồi. Thì khi mà được tiếp xúc với anh hơn, được nói chuyện với anh nhiều, sau rồi là biết được tính cách của anh ấy, thì em lại cảm thấy mình càng ngày càng thích anh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh rất là tốt bụng. Em để ý mỗi lần mà đi diễn cùng nhau, anh luôn quan tâm đến mọi người ấy. Cái cách quan tâm của anh rất là ấm áp. Nói chung em rất là thích anh. Đặc biệt anh lại còn rất là yêu gia đình của mình nữa. Cho nên những điều đấy đã khiến cho em lại càng ngày càng yêu anh hơn. Can I call you baby? Can you be my friend? Em có đang run không? Em có. Tay em không ngừng nữa. Tính của em là cứ mỗi lần em run là em cứ hay bị bối rối á. Anh thấy tay em lạnh không? Anh không nghĩ là một ngày là sẽ ngồi với em ở một cái sân khấu như này, tỏ tình trước mặt nhiều người như này. Thật ra là anh đã đoán là anh rồi. Tại vì là có phải là cái từ khóa xám khói là hồi đấy anh để tóc màu trắng đúng không? Anh vẫn còn nhớ hả? Em tưởng anh quên rồi. Em bảo 4 năm trước thì đúng là 4 năm trước anh để tóc màu trắng thật. Thì anh cứ tưởng tượng trong đầu là cái, nếu là anh nha, cái không gian này nó sẽ buồn cười cơ. Tức là hai đứa chỉ lên đây nhìn nhau cười thôi đó. Tại vì là hai đứa mình quá là thân thuộc rồi. Nhưng mà lên đây nghe em kể chuyện thì thực sự rất là cảm động. Anh không nghĩ anh là lý do để cho em làm vào vũ đoàn như vậy. Nhưng mà anh cũng khá là vui, tại vì cái việc em vào vũ đoàn vừa là đam mê của em mà cũng vừa hiện tại đang là một cái công việc chính của em đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thì sự thật là anh rất là thương những bạn ở WeDance. Thật sự là vậy. Chưa có một cái nhóm nhảy nào mà anh cảm thấy như các bạn dễ thương đến như vậy. Không biết anh có để ý không, những cái lần mà mình diễn chung với nhau ấy, anh thử để ý lúc nào cũng có mặt em diễn hết. Anh có biết là khi mà em nhận được thông báo từ chị trưởng nhóm ấy là sắp tới các bạn chuẩn bị tập bài này cho The Queen nhá, là lúc nào em cũng xưng phong hết. Kể cả là có đi lên Hà Nội hay là đi về đâu hết, là lúc nào em cũng là người xưng phong đầu tiên để mà đi diễn cùng anh. Tại vì em rất vui vì những cái lần mà em có thể đứng diễn chung sân khấu với anh, xong rồi được nhìn anh biểu diễn ấy, cảm giác của em lúc đấy rất là vui. Thật sự là nếu như anh vừa nói ấy, nếu mà anh mà đi diễn thiếu hai đứa em, anh cũng cảm thấy rất là thiếu. Anh không biết là có một cái cảm giác hay linh cảm gì đó mà tức là phải nhìn thấy hai em, kiểu cảm giác như mình nó an tâm hơn với mình vui hơn ấy. Đi diễn lúc nào thì anh cũng phải xoay ra ở đây là cười cười cái rồi lên nhảy quẩy thôi. Quẩy lên anh em ơi. Thế anh nghĩ như thế nào về việc yêu xa ạ? Yêu xa? Thật ra thì anh cũng đã trải qua một mối tình yêu xa, chắc là em cũng biết. Tại vì hồi em thích anh thì lúc ấy anh cũng đã có người yêu, đúng không? Đó là mối tình 4 năm rưỡi của anh. Và kết thúc khi mà yêu xa. Bọn anh không ai có lỗi cả. Mà chỉ là khi mà bước qua một cái giai đoạn khác, từ tình yêu học sinh trở thành người lớn hơn, trưởng thành hơn, chúng ta có cái mối tương quan khác nhau, có những cái môi trường xung quanh chúng ta khác nhau, thì tình yêu của chúng ta đã không đủ lớn để vượt qua cái khoảng cách địa lý. Nên anh nghĩ anh khá là đắn đo trong việc yêu xa. Còn em thì sao? Em thì chỉ hỏi anh như thế thôi, chứ anh không phải lo về phần của em đâu. Tại vì em nghĩ là cái công việc của em như thế này thì chắc là cũng sẽ gặp anh rất là nhiều. Em cũng nghĩ là cái khoảng cách ấy thì nó sẽ không phải là cái rào cản gì đâu. Nhưng mà nếu mà hai người thật sự mà thích nhau ấy, còn đối với em thì tất nhiên nó không là một cái rào cản gì rồi. Cho nên là em ấy, ngày hôm nay em bay từ ngoài Hải Phòng để vào đây với anh đây. Mà ngày hôm nay em đến đây thì em cũng có tặng cho anh một món quà. Có quà hả? Có quà anh. Thì ban đầu em cũng không biết nên mua cái gì tặng anh á. Thì em thấy bên ngoài miền Bắc trời rất là lạnh rồi. Mà
em nghĩ anh là ca sĩ đó, nên là cái việc mà giữ ấm cổ rất là cần thiết. Thì em hy vọng anh sẽ thích cái khăn của em. Cảm ơn em. Vì bên em anh là nụ cười ấm áp. Bên em. Em mong là khi nào mà anh có về quê hay là anh đi diễn ở những nơi lạnh ấy thì anh sẽ dùng nó. Yeah, chắc chắn anh sẽ giữ. Thường thì ở buổi ngày hẹn đầu, hẹn hò đầu tiên thì anh muốn được cùng người yêu mình làm điều gì? Buổi hẹn hò đầu tiên à? Ừ. À, anh muốn được cùng người yêu ngồi ăn quanh một chiếc bàn này, có nến và mình ngắm cảnh, nói chuyện tâm sự và hát cùng nhau. Thế anh à? Nghĩ rất là lãng mạn. Còn em thì em cũng đang suy nghĩ xem là ngày hôm nay mình muốn làm gì cùng người yêu mình nhỉ? À, anh cho em mượn tay đi. Anh cho em mượn cả vai nữa nhé. Ok. À. Thì như em mà em vẫn hay tưởng tượng giống trong phim ấy, thì là em rất muốn cùng người yêu mình ngày đầu tiên này có thể cùng nắm tay nhau, sau rồi là cùng nhau ngắm sao băng. Sao ở giữa bầu trời đêm giống trong phim Hàn Quốc ấy, không biết anh có thích xem phim Hàn Quốc không nhỉ? Anh có. Anh có thích ngắm sao băng không? Anh có. Mỗi lần sao băng lướt qua là mình xong rồi mình phải ước. Anh ơi, sao băng kìa. Anh ơi, anh mau ước đi. Ước. Ước đi. Ước chán ngắn lại. Em ước nhỉ? Anh vừa ước điều gì vậy? Em muốn nghe hả? Ừ, anh có thể nói em biết được không? Anh ước là cô gái đang ngồi cạnh anh ngày hôm nay sẽ có những kỷ niệm đẹp, sẽ luôn luôn vui tươi, hạnh phúc và luôn cười như vậy. Vẫn run hả? Ở nhà em chuẩn bị nói nhiều với anh đó mà không hiểu sao ngày hôm nay em run mà em quên hết. Sao anh thấy cái không gian với cái cảm xúc bây giờ khác với cái lúc mà mấy anh em mình ngồi ở quán trà tắc ở đường Lạch Tray ấy nhỉ? Khác nhau. Em cứ nghĩ là ngày hôm nay em đến đây là em sẽ rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Mà em không biết tại sao tự nhiên ngày hôm nay em lại như thế này. Em cũng không biết là tại sao nó lại như thế, là chắc là tại vì ngồi cạnh anh em hồi hộp ấy. Ủa, thế bình thường ngồi với nhau ở quán trà tắc rồi xôi thịt, xong rồi bánh mì pate đâu có gì đâu. Tại vì lúc đấy là em chưa nói được cái tình cảm của em cho anh biết ấy. Thì lúc hôm nay em nói rồi thì em hơi có chút gì đó run. Mới lại em cũng có mong muốn một điều đối với anh, khi mà lát nữa mà ví dụ mà câu trả lời của anh có như thế nào, thì em hy vọng là khi mà mình gặp nhau, mình làm việc cùng nhau thì mình vẫn sẽ như bình thường nhé. Anh hứa với em đi, anh phải hứa. Anh hứa nhé. Em vẫn còn muốn làm một điều nữa cùng anh trong ngày hôm nay. Thì bây giờ anh lại nhắm mắt lại đi. Trời, nhiều bất ngờ quá vậy. Ok. Hồi hộp quá nè. Anh mở mắt ra đi. Wow. Không biết là anh có thích ngắm pháo hoa không nhỉ? Có. Ừ, em cũng thích ngắm pháo hoa nhưng mà ngày hôm nay em không mang pháo hoa thật nên cho anh ngắm được. Thì em cũng hy vọng là sau này mà khi mà có dịp ấy, thì ngoài đời thì mình có thể cùng nhau ngắm pháo hoa vào đêm 30 được không nhỉ? Được. Yeah. Thì thật ra anh với em cũng đã cùng ngắm pháo hoa rồi, nhưng mà là khi mà diễn cùng nhau cao đao Tết đúng không? Em nhớ là chưa mà nhỉ? Nhưng mà diễn với nhau xong là chuẩn bị đến đến cái khúc đấy đúng không? Tại vì thường là em cứ diễn ở Tết cùng với các anh xong ấy là em chạy luôn. Thế là có cái năm thì em được xem pháo hoa, còn năm thì em lại không được xem. Vậy thì năm nay nhá. Nên năm nay nhá. Năm nay giao thừa anh gọi nhá. Được anh. Ok anh. Mong là được về quê. Mong là tình hình dịch rồi tình hình mọi thứ đều quên. Xin lỗi mọi người, đoạn này là qua Tết rồi. Ok. Anh có thể chụp chung với em một tấm hình được không? Ok, chụp chung một tấm hình. Tại vì từ trước đến giờ em chưa có một kiểu nào chụp riêng với anh cả. Toàn là chụp hai team với nhau thôi. Thật ra là vừa nãy anh có vào xem lại Facebook của hai đứa. Thì anh thấy những tấm hình mà mình chụp cùng với vũ đoàn là
Em hay đứng gần gần em anh. Em hay đứng, anh có biết là mỗi lần mở ảnh như thế là về em hay zoom màn hình em lên. Zoom chỉ có hai anh xong rồi em. Cắt mọi người ra. Không, em chụp lại màn hình. À, chụp lại màn hình lên đúng không? Đừng cắt mọi người ra. Em không cắt. Hay có xóa mọi người đi không? Không, em không xóa. Anh muốn chụp bằng cái gì? Em có các loại app, anh muốn chụp bằng app nào? Hay là mình chụp cam thường nhé? Chụp cam thường đi. Ủa mình tự chụp ha? Hay là tại vì ở đây có rất là nhiều người. Để em chụp cho. Anh chụp ảnh cho em. Photographer Đặng Trần Nhậm. Chụp ảnh thì nhờ. Ok. Em muốn mặc váy hay là khoác áo này không? Thôi khoác cho tình cảm, anh khoác cho em đi. Chụp lấy cả cảnh pháo hoa nhá. 1 2 3 2 3 4 4 5 6. Chụp trùng ngang nhá, trùng ngang nhá, trùng ngang nhá. Ok. Đây, chụp đợi xíu, đợi xíu. Trùng ngang nhá. Nào đứng sang bên phải một tí. Rồi ok. Cười lên anh Thịnh, cười lên. Rồi. Ok. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn anh nhá. Thank you. Nhưng mà chỉ vì là ngày hôm đó anh cười với em để cho em đến ngày hôm nay em lên trên này à? Ví dụ như tại sao trong nhóm có hồi đấy là anh Ngọc và Thắng đúng không? Em không ấn tượng hai anh ấy à? Thì mỗi anh em ấn tượng một kiểu, một riêng, kiểu riêng. Nhưng mà đặc biệt là em ấn tượng với anh tại vì em không biết tại sao nữa, tự nhiên lúc đấy anh lại quay lại xong anh nở một nụ cười với em. Tự nhiên lúc em thấy nó cứ ấm áp như thế nào ấy. Anh có biết là ngày hôm đấy em chụp hình anh rất là nhiều. Cái lúc mà anh diễn là em lon ton em chạy xuống bên dưới ấy. Em zoom mỗi hình anh thôi em chụp. Em chụp không phải chụp, phải chụp tấm. Nhưng mà buồn là ngày hôm đấy em lại bị người ta móc mất điện thoại. Ủa? Chứ không là ngày hôm nay em sẽ cho anh xem rồi. Nhưng mà em... hồi đấy em chụp ấy, có cái ảnh nào anh lộ chán không? Hôm đấy anh bỏ máy xuống như này. Không lộ. Thì thật ra là cái lúc trước ấy thì cũng có nhiều lần em cũng muốn nói cho anh biết ấy. Nhưng mà ngày đấy em rất là ngại. Và ngày đấy là do anh cũng có người yêu đúng không? Ừ. Thì thế xong rồi là bắt đầu em về em cứ kiểu nó khó chịu ấy. Em không được nói ra thì em rất là kiểu người trong người nó cứ có cái gì ấy, nó khó chịu. Thì với lại anh cũng biết là cái tính cách của em là nó rất là em nhút nhát đó. Về những cái vấn đề tình cảm như thế này thì em thích ai là em cứ giữ trong lòng, không bao giờ em nói ra cả. Thì khi mà biết anh tham gia chương trình này ấy, thì anh biết là em phải lấy hết can đảm của em ấy. Anh biết. Để em lên trên này em tỏ tình với anh. Thật sự em nghĩ là chắc là em mà không, ngày hôm nay em không đến thì không còn cái cơ hội nào mà tốt hơn nữa. Nên là hôm nay em đã quyết định lên đây để em bày tỏ với anh. Em cũng rất vui vì anh đã cùng em thực hiện những điều mà trước giờ em mong muốn. Anh cảm ơn em. Thì ngày hôm nay đến đây em có một món quà nữa. Điều em có một điều okay. Rất là muốn hỏi anh. Thế thôi anh lại đứng lên đi. Đứng lên hả? Ừ, anh lại nhắm mắt lại đi. Em còn một món quà nữa muốn okay. Tặng anh. Thì anh nhắm mắt lại nhá. Anh đi qua đây. Qua đây. Rồi, về với cánh đồng cỏ. Nhắm mắt hả? Bây giờ anh cứ nhắm mắt nhá. Khi nào mà em đếm đến 3 thì anh hãy mở mắt ra. Ok. Nhá. Anh đợi một chút. May quá hôm nay em đi đôi giày cao. Chứ không hồi em hộp quá này. Em không dơ được. Rồi để anh tự che cho em đỡ okay. Mỏi tay. Ok anh. Anh cứ tự nhắm mắt lại là được, anh không mở mắt ra là được nhá. Tin anh hả? Ừ. Anh hãy chơi em ra lắm á. Khi nào mà em đếm đến 3 thì anh hãy mở mắt nhá. Ok. 1 2 3. Ô ô ô. Chỉ anh em đỉnh quá hả? Chỉ 10 phút ban đầu anh mắt tay khẽ nhìn hãy nói với em anh chưa thuộc về ai. Love you, love you, love you, đừng vội vàng trốn tránh em. Love you, love you. Cause I love you my boy, yêu anh say đó my boy, chẳng muốn nói dối, trái tim em giờ đang rối bời. Cause I love.
nắm tay em cùng ra về cả pháo bông luôn. Thank you anh em. Ủa anh em có biết trước nhở? Không, không. Đây là tự phát. Nhưng mà sao anh em chuyên nghiệp quá nhở? Tức là ví dụ như anh Ngân là biết là phải đứng như này, còn đằng sau là phải như này. Có sự sắp xếp quá nhở? Anh ơi, bạn này chuyên nghiệp mà. Chúng tôi là nghệ thuật mà, ứng biến được. Chúng tôi là đội đi tỏ tình. Em rất là cảm ơn các anh vì đã giúp em tỏ tình. Cảm ơn mọi người. Thôi cho mình xin lại tấm bản. Chúng ta là cũng có sự thật. sự thật là mời anh với cửa của mình. Okay, chúc mừng anh. Nào trả lại sân khấu cho okay. Cặp đôi đi nào. Yêu anh em. Đó là nhá. Là anh đưa em về. Anh trai, anh trai. Cho em xin tiền pháo anh. Thì như những gì mà ngày hôm nay em đến đây để muốn hỏi anh một điều ấy, thì anh cũng đã thấy là điều mà em muốn hỏi anh rồi. Và bây giờ em mong muốn là, bây giờ em muốn được là biết được câu trả lời của anh đúng không? Sao nhanh quá vậy? Anh còn chưa kịp nói gì với em mà. Thế về mình ra về mình nói với nhau tiếp cũng được. Anh xin phép chia sẻ một chút về hai đứa ha. Thứ nhất là cái đặc điểm đầu tiên mà ấn tượng nhất là hai người sinh đôi rồi. Là ai nhìn vào là cũng thấy ấn tượng rồi này. Xong rồi hai người lúc nào cũng tươi cười. Và thứ hai là anh nghe được câu chuyện là hai đứa nhà ở cách thành phố là tận 20 mấy 30 cây. Mà ngày nào cũng sáng thì đi làm, tối đi về nhà tận 30 cây như vậy. Thì mình rất là kiểu cảm giác phục quá. Mà chưa bao giờ thấy hai đứa mặt nhăn nhó rồi kẻ khổ các thứ cả. Kể cả cái việc mà hai đứa bị tai nạn đi chăng nữa, anh nghe khá là nặng luôn á. Nhưng mà khi gặp hai đứa mà hai đứa kể cái câu chuyện bị tai nạn nó như là câu chuyện hài ấy, anh nói thật đấy. Tự nhiên kiểu mọi cái âu lo trong mình bị biến tan hết. Và lúc đấy anh biết là hai đứa là cực kỳ có một nguồn năng lượng tích cực, không có một chút nào là tiêu cực cả luôn. Bây giờ em muốn nghe câu trả lời của anh ha. Tao cho anh cầm tay chút. Anh muốn hỏi em là em đã bao giờ suy nghĩ kỹ là tình cảm của em ấy, dành cho anh là kiểu yêu mến hay là một tình yêu giữa một người con gái với một người con trai? Thì em nghĩ sao? Tại vì em phải suy nghĩ kỹ thì ngày hôm nay em mới quyết tâm để mà vào đây bày tỏ với anh chứ. Thật sự là cái điều mà em muốn bày tỏ với anh ấy thì trước giờ em vẫn chưa được nói, em chỉ có âm thầm em quan tâm anh thôi. Nhưng mà tại cho nên là lúc nào anh gặp em, anh cũng lúc nào cũng thấy em lúc nào cũng vui cười vậy đấy. Em luôn để cố để tạo cái ấn tượng tốt để dành cho anh ấy. Thì ngày hôm nay em đã quyết tâm em đến đây rồi thì là để em muốn biết được câu trả lời cho em đấy, cho bản thân em. Thì anh cứ trả lời em đi, không sao đâu ạ. Anh cứ, nếu mà anh phải yêu xa, anh không 24 giờ luôn ở bên em được. Lúc mà em đi diễn cách nhà 30 cây, anh không đưa em về được. Lúc em bị ốm, anh không ở bên cạnh em. Lúc em muốn tâm sự, cũng không có anh ngồi cùng. Anh đi hát, anh không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của em được. Thì em thấy sao? Không, đối với em thì không sao cả. Em chỉ cần khi mà em đã có tình cảm với anh rồi thì em chỉ muốn là anh ở bên em như thế là được rồi. Còn em biết em hiểu được cái công việc của anh mà, cho nên là những cái điều đấy không sao. Đối với em không sao cả, em có thể bay từ ngoài Hải Phòng vào trong Sài Gòn với anh được mà. Nhưng mà đối với anh thì có sao? Một tình yêu mà anh không đem lại hạnh phúc được cho người con gái, anh không ở bên được người con gái mọi lúc mọi giây mà họ cần, anh cảm giác như mình không có trách nhiệm. Và anh thật sự thương, anh thật sự rất là thương.
cho anh ôm em cái được không? Được ạ. Như em nói là em chưa có một mối tình nào đúng không? Và đây cũng là lần đầu tiên mà em đi tỏ tình người khác. Đúng rồi ạ. Và nếu mà anh từ chối thì anh sẽ là một người... Không sao ạ. Rất là có lỗi. Không không, anh không có lỗi gì đâu ạ. Tại vì em nghĩ là cái tình cảm của mình ấy thì nó là cái thứ mà mình không thể ép buộc bản thân mình thôi. Nói chung là ngày hôm nay em đến đây để mà bày tỏ cho anh biết được cái tình cảm của em là em đã cảm thấy vui và thoải mái rồi. Cho nên là em không muốn anh phải khó xử đâu. Nói chung bây giờ anh có tình cảm với em hay không thì anh cứ trả lời cho em biết là được. Anh không cần phải... Anh không phải lo lắng hay là cảm thấy có lỗi gì với em đâu. Em cảm thấy cái tình cảm của mình dành cho cái chàng trai đó vẫn không nhiều bằng em gái của em, nên em sẽ nhường cái cơ hội bày tỏ tình cảm đó cho em gái của mình. Bỏ một thói quen là yêu anh. Từ bỏ từng... Em gái của em là người khá nhút nhát. Từ trước đến giờ chưa từng bày tỏ tình cảm với ai, kể cả có thích thì cũng không dám nói ấy. Mong rằng là cái chàng trai đó sẽ nhìn được tình cảm của em gái em, cũng như là sẽ cho em gái em một cơ hội. Trước đây em đã từng yêu đơn phương một anh đấy là được 4 năm. 4 năm? Vâng. Nhưng mà anh ấy không hề được biết điều đấy ạ. Cái lần đầu tiên mà em gặp anh ấy mà em trở nên thích anh ấy là ngày đấy là anh có nhuộm tóc màu khói xám. À. Lần đầu mà em gặp anh ấy là vào ngày 6 tháng 11 năm 2016. Nào. Em nhớ luôn hả? Vâng, em nhớ. Thường thường là em hay quên lắm. Mà không hiểu sao ngày hôm đấy chắc nó lại khiến em nhớ. Thế chắc là do ngày đấy, hôm đấy em được gặp anh ấy. Vì là em rất là muốn được gặp lại anh ấy, nên là em đã quyết định, em đã tham gia vào nhóm. Đính tính đến bây giờ là em cũng làm việc gần được 4 năm tại trong vũ đoàn rồi. Em đã bao giờ suy nghĩ kỹ là tình cảm của em dành cho anh là kiểu yêu mến hay là một tình yêu giữa một người con gái với một người con trai? Em phải suy nghĩ kỹ thì ngày hôm nay em mới quyết tâm để mà vào đây bày tỏ với anh chứ. Thật sự là thì trước giờ em vẫn chưa được nói, em chỉ có âm thầm em quan tâm anh thôi. Nhưng mà tại cho nên là lúc nào anh gặp em, anh cũng lúc nào cũng thấy em, lúc nào cũng vui cười vậy đấy. Em luôn để cố để tạo cái ấn tượng tốt để dành cho anh ấy. Thì anh cứ trả lời em đi, không sao đâu ạ. Anh cứ... Sẽ khiến trái tim này càng đau thêm. Chắc có lẽ sẽ không thể mau quên. Từ bỏ một thôi. Trong anh khá là hỗn độn. Thật sự. Anh có tình cảm với hai đứa. Nhưng anh coi hai đứa như những người em của mình. Anh xin lỗi. Nhưng thực sự là anh muốn... Anh có cảm giác như là mỗi lần về phòng gọi hai đứa đi ăn, đi chơi, dẫn hai đứa đi đi giải lao, đi giải stress. Giống như một người anh bao bọc hai đứa. Anh cảm giác đó là cái tình cảm của anh dành cho hai đứa. Nó chưa đến mức là tình yêu. Hiện tại trong anh đang cảm giác như vậy. Anh xin lỗi. Không sao ạ. Từ bỏ tình yêu đó sẽ khiến trái tim này càng đau thêm. Chắc có lẽ sẽ không thể mau quên. Từ bỏ một thói quen. Buồn nhá. Em không sao đâu.
rồi. Em cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã cho em biết câu trả lời. Thì sau này mà khi gặp lại nhau thì mình vẫn cứ sẽ bình thường nhá. Em vẫn sẽ ở bên sau lưng anh để ủng hộ anh mà, không sao. Anh vẫn sẽ bình thường. Vâng. Thì nói chung là em cũng chỉ buồn run quá nè, từ từ run quá nè, từ từ nè. Thở 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 đều á. Hãy coi như xung quanh chúng ta đang là quán trà chanh trà tắc ở đường Lạch Tray. Ok. Vâng ạ, không sao ạ. Thì nếu nát nữa mà em bay mà anh có rảnh thì anh có thể ra sân bay cùng em được không ạ? Anh được. Anh sẽ đưa okay em nhá. Về phòng đi chơi nha. Ok anh. Nữa nhớ tiễn người ta ra sân bay. Dạ. Không sao ha. Tại vì đôi khi chị cũng tự hỏi là điều gì đau khổ hơn, việc mà mình thích một người sau đó mình không dám nói ra, mình giữ cho riêng mình, hay là việc mình can đảm từ bỏ hết tất cả những người thật lòng với mình để mình nhận một lời từ chối từ người mình thích. Cái nào đau khổ hơn? Nhưng chắc là không có cái đó. Cái đau khổ nhất á là mình đã không nói ra cho đến cuối đời. Một cái khoảng thanh xuân đẹp như vậy, ít nhất mình đã thừa nhận là Thịnh là người rất quan trọng, mà tôi đã luôn luôn nghĩ rằng tôi có thể giữ nó cho riêng mình cho đến khi không thể. Và tỏ tình hoàn mỹ là nơi bạn ấy đã nói hết. Còn riêng em sẽ nói gì với chính bản thân mình và chính các chàng trai đang chuẩn bị đón chào những cơ hội mới trong những chương trình sắp tới? Thật sự là những cơ hội mới, những cô gái mới luôn đem cho mình những cái cảm xúc khác nhau và những cảm xúc mới. Mỗi lần như thế này em cảm giác rất là đau, tại vì mình cứ làm cho người khác buồn hoài á. Thì em mong là tất cả mọi người ở đây không biết sao nhưng cố gắng làm cho cái nỗi đau đấy nó bớt đi một cách tối đa nhất. Em mong là vậy. Ít cô gái sẽ buồn hơn. Không biết phải nói nào nữa, cái ý của em là như vậy đó. Chứ thấy nhiều người buồn quá đi về cảm giác. Nhưng mà nếu như em giả vờ nói thích người ta để cho đẹp đội hình, cho cái kết đẹp á, và cùng đi về với người ấy, sau đó thì sau một ngày em lại rút lại tình cảm đó, thì chị nghĩ nó còn tệ hại hơn. Điều này khiến cho chúng ta đều khó xử khi không có một cái kết đẹp. Thôi mọi người cùng đến đây để bạn thấy là công sức của mọi người bày biện ra một cái đội hỗ trợ tỏ tình chuyên nghiệp như vậy, cuối cùng hỏng đi đến đâu không sao, không sao hết. Thái Ngân, đừng xô xát. Tình yêu là không thể thỏa hiệp mà, phải không mọi người? Quyết định vẫn nằm trong tay của các chàng trai, hay nói chính xác hơn là quyết định nhận hay không nhận tình cảm của một người là nằm trong độ rung động của trái tim. Và chúng tôi cảm ơn tất cả những ai đã chân tình dành tình cảm đến với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ để mang những khoảnh khắc này và xác nhận với mọi người rằng tình yêu luôn luôn ở đó và cần thiết như không khí chúng ta thở. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn tình cảm và sự đóng góp, sự vỗ về, yêu thương và động viên của tất cả những ai đã theo dõi, để lại bình luận dành cho các bạn nữ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh Hẹn Hò Hoàn Mỹ. Rất mong sẽ nhận được sự đồng hành của các bạn trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn Thịnh và cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em hỏi bạn là từ khóa 20cm có nghĩa là gì ạ? Đó chính là độ dài trán của Vũ Thịnh. Hoặc độ dài chân của anh Ngân.
Ồ, hay. Nhậm đó, anh thấy không, không phải mỗi em. À, từ khóa bánh tráng á, là em thích bánh tráng hay sao? Tại là quê anh cũng là ở Long An á, đặc sản là bánh tráng. Nếu em thích bánh tráng thì anh sẵn lòng tặng cho em một ít bánh tráng. Đây là manh mối đúng không? Ẩn ý là nhắm đến Trương Minh Thảo chứ gì. Điều bất ngờ hơn là những món đó là ngày nào cũng có trong hộp bàn của Phạm Đình Thái Ngân. Dạ em xin phép mọi người có thể mở ra được không ạ? Phong bì rất thơm. Của em không có chữ này. Đồ re mi fa sol la si do á. Đồ re mi fa sol la si mê em. Đồ. Tình yêu đa mỹ, nơi tình yêu có thể vượt qua giới hạn xã hội khi các chàng trai được tự do bày tỏ tình cảm của mình với nhau. Vũ trụ hoàn mỹ.